Đây là một trong những cái mô hình mà bất cứ ai làm marketing growth mà mọi người cũng sẽ đều biết ha, đó chính là AFM. Vậy thì AFM nó là gì? Rồi, để xe kỹ về mô hình AFM cho mọi người hình dung, thì nó sẽ viết tắt cho ba cái từ tiếng Anh chính này. Thì đầu tiên á, là đối với cái từ A thì nó sẽ nhấn mạnh vào câu chuyện là khoảng thời gian mà khách hàng mua hàng gần đây nhất. Cái thứ hai nữa là tần suất khách hàng đã mua hàng ha, và giá trị của mỗi lần mua hàng của user đó. Thì dựa trên này thì kết hợp với model thì anh có thể segmentation ra. Thì đương nhiên đằng sau cái việc mà một cái mức độ trưởng thành của team marketing á, thì nó phải là gom được tất cả các audience và segment được audience đó sau một khoảng thời gian triển khai tất cả các chiến dịch quảng cáo rồi branding đó. Thì ở phía Binro đã áp dụng được CDP, tức là một cái customer data platform để mà có thể organize các khách hàng từ online xuống offline và ngược lại từ offline lên online đó. Cho nên là sẽ phân tích ra theo được model này. Thì đầu tiên á, đối với những cái ở đây sum up á, thì có những cái winning point mà anh đã đánh mạnh và cải thiện được. Đầu tiên đó là những cái ô màu xanh đó, tức là mọi người hình dung đó chính là core audience, đúng không? Nó thể hiện ở mức độ gì? Đó là bao lâu rồi? Khi mà xếp mình ra thì anh mới để ý là trong vòng 60 ngày á, thì có rất nhiều khách hàng đã chưa mua bởi vì một số lý do, ví dụ như là trước đây họ mua bởi vì trong tháng đó họ mua có sinh nhật, đúng không? Họ có sinh nhật của họ hoặc là sinh nhật của những người thân, bạn bè, thì họ mới mua bánh thôi. Và 60 ngày qua, thậm chí là 90 ngày thì họ chưa mua lại một cái bánh kem nào, thậm chí là chưa đến quán để uống nước. Đó, vậy thì how mà mình có thể truyền thông được tới những cái tệp này và mình sẽ có những cái show out nào ra cho những cái tệp này ha. Cái thứ hai nữa là những cái tệp mà mình phải giành giật lại. Tức là trước đây họ đã có những cái value trong câu chuyện là họ mua những cái đơn hàng giá trị rất cao. Ví dụ như là một lần họ mua, họ có thể mua lần hai lần cái bánh. Nhưng mà trong vòng 3 tháng, ví dụ như đó là một lần ha. Còn có những khách là trong 3 tháng qua, họ đã có một cái giá trị mà họ mua hàng liên tục. Ví dụ như họ mua bánh kem cho công ty của họ, họ mua bánh kem cho chính họ để mà làm những cái lễ kỷ niệm. Ví dụ như là quen nhau 1 đến 2 năm hoặc thậm chí là sinh nhật cho bố mẹ, đúng không? Thì cái value của mỗi khách hàng đó rất cao, nhưng mà gần đây họ lại không mua đó, thậm chí là họ mua nhưng mà họ bị distress, họ bị ngắt quãng, nên là mình phải có những cái sản phẩm mới, thậm chí là thông điệp mới để mà win back lại họ, là giành giật lại họ ha. Thì cái outcome đối với cái việc mà sau khi mà segmentation ra thì anh đã có cải thiện được đâu đó 21% trên user ha. Thì cái việc tại sao mà cải thiện được 21% trên user, nó sẽ giúp cho mọi người đạt được cái về cái mặt là expand user ra, và nó cũng chính là cái source of revenue của mọi người. Tại vì chỉ cần mọi người kéo lại được 21% trên tổng cái database về trên user, thì mọi người đã có một cái source doanh thu, thậm chí là đơn hàng đến được cái tệp này rồi. Ngoài ra đối với những cái tệp winback á, tức là bên cạnh cái việc mọi người giành giật từ những cái sụt của mình và thậm chí là từ những cái sụt của competitor, thì vô hình chung mọi người đang acquisition thêm được những khách hàng mới về cho thương hiệu của mình. Đương nhiên là chi phí để mà có được một khách hàng mới nó sẽ rất cao so với cái việc mà mình giảm churn rate, và khi mà mình giảm được churn rate á, thì cái tỷ lệ mà mình thuyết phục một khách hàng á, nó cũng không tốn quá nhiều đó. Ngoài ra thì về những cái kết quả sau khi mà segmentation và cũng như là ok, mình sẽ có những cái thông điệp dành cho những cái tệp này. Thì về cái mặt business sau một tháng triển khai ha, thì anh chỉ đo lường giờ sau một tháng mình bán thôi. Qua tháng 2, tháng 3 thì nó sẽ được cái momentum của cái việc tung ra cái con sản phẩm này, thì mình sẽ không có một cái gì đó ấn tượng lắm để mình review.
thì anh chị tập trung vào 1 tháng sau khi bán ha. Thì sau khi bán á, thì total nguyên cái portfolio của portfolio đồ đất của cái tiệm bánh Binro, thì thằng bánh chính vị này nó contribute được tới 62% cái tỷ lệ đặt đơn. Thì 62% này á, tại sao nó chỉ có 62 mà nó không phải là nó là kilo đất của campaign nó, tại sao nó không có chiếm một cái tỷ trọng cao hơn? Thì về cái mặt behavior, họ nhìn vô họ sẽ thấy là à, mua cái loại bánh này, nhưng mà tôi chỉ thích một cái loại bánh đặc trưng của Binrâu thôi, đó là ở Binrâu nó sẽ bán được cái bánh bánh bắp phô mai. Thì mọi người cứ hình dung cái vị bánh này nó khá giống với một cái loại bánh bắp của Weevil đó. Thì phần lớn á, khi mà mình win back, mình giành khách hàng lại á, thì họ cũng sẽ bị interest bởi bánh chính vị. Nhưng nếu mà cái nhu cầu của họ, tôi chỉ thích ăn bánh bắp thôi, và tôi thấy bánh bắp của Binrâu làm khá ấn tượng, không quá là ngọt mà ăn ăn lại không không ngán, thì họ có thể là họ được acquire bởi cái thông điệp của bánh chính vị. Nhưng mà khi mà tới cái quyết định mua, họ chỉ lại mua bánh bắp thôi, tại vì có rất nhiều yếu tố. Ví dụ như họ mua để tặng cho người yêu đi, thì ok, ban đầu họ nghĩ là cái bánh chính vị này nó sẽ là một cái interesting đối với cái người được tặng, nhưng mà cái người được tặng đó họ chỉ thích bánh bắp thôi đó. Thì cái việc mà đưa ra quyết định cuối cùng mà mua những sản phẩm nào á, nó cũng phụ thuộc rất nhiều yếu tố ha đó. Rồi ngoài ra về những cái metric về mặt marketing đi, ví dụ như là về cái mô hình mà acquisition cho khách hàng ở những cái ngành F&B, thậm chí là cái cây này, thì cái phải mà mình chăm sóc khách hàng á, trước đó mình cần phải acquire, mình cần phải chạy quảng cáo để mà acquire được những cái inbox về phía fanpage, từ đó họ quan tâm rồi sale mới bắt đầu tư vấn về các dòng bánh, thậm chí là giải quyết những cái nhu cầu về câu chuyện là à, bạn muốn nốt cái gì ở trên bánh này, và có những cái bộ đính kèm nào, thì nó sẽ cần phải đi qua một cái khâu inbox trước đó. Thì sau 1 tháng thì đương nhiên là bánh bắp đã mang về đâu đó tầm 78% inbox so với các dòng bánh khác. Tuy nhiên nó cũng mang lại được đâu đó tầm 993 đơn. Thì đây là một trong những con số mà đó giờ chưa có tung ra một con bánh nào mà có thể bán được như thế này. Rồi vậy thì Jin Khai làm sao mà mình có thể bán được những cái dòng bánh này? Thì như anh nói ngay từ đầu á, là anh sẽ sử dụng rất nhiều Realtor Network. Như mọi người đang thấy thì anh chỉ mới show ra đâu đó cho mọi người tầm 12 cái video của Realtor thôi. Bên cạnh đó là anh cũng có booking thêm các bạn Realtor nhỏ nhỏ nữa để mà mình truyền thông cho cái dòng bánh này. Và gần như là cái đợt đó là anh có chắc, thì nếu mà tại vì cái Realtor review về đồ ăn á, ở dưới Bình Dương nó cũng không có quá nhiều, và cái chi phí để booking nó cũng không quá cao đó, nên là anh có tham vọng là anh book được hết, và anh sử dụng những cái hình ảnh và những cái ấn tượng về cái mặt review của họ để mà anh làm truyền thông luôn. Từ đó thì anh dùng những cái này để mà anh chạy quảng cáo Facebook. Đó thì như mọi người thấy á, thì là khi mà breakdown về performance á, mọi người sẽ thấy là nguyên cái danh mục Realtor Network như thế này, thì chỉ có một số bạn là có tỷ lệ chuyển đổi cao. Ví dụ như là cái bạn ở giữa này anh đang chỉ chuột á, là bạn đó có cái kênh là review Thanh Review Bình Dương gì đó, là cái bạn này á một một tháng là có thể mang về 100 đến 200 cái inbox mỗi ngày đó, cái nội dung của bạn này thôi đó. Thì để mọi người thấy được là cái việc mà truyền thông để mà bán được một cái bánh này á, mình sẽ cần phải fit in được với câu chuyện là mình sẽ sử dụng ai, sử dụng những cái format content như thế nào để mà có thể truyền thông được. Thì anh sau 2 đến 3 năm anh triển khai cho bên này á, anh chỉ thấy là banner, thậm chí là TVC nó cũng không work, cho đến khi mà anh sử dụng KOL Realtor nhiều á, thì anh thấy là cái việc mà chân thật và có tính giải trí trong từng cái video các bạn ấy review á, nó sẽ tạo ra một cái impact rất mạnh về mặt câu chuyện là awareness, thậm chí là ngay cả về performance như là chạy inbox về về bay ha đó. Rồi đó là về mặt truyền thông.
thì khi mà anh segmentation ra như cái chiến lược ở bên trên đó, thì anh sẽ customize thông điệp theo từng cái những cái tệp mà audience mà anh đang sở hữu. Ví dụ như là những cái tệp core audience đó, thì đương nhiên anh sẽ là đánh mạnh vào những cái tệp mà sẽ có sinh nhật ở trong tháng đó. Thì ở trong cái database anh có thể segmentation được những người có ngày sinh, tại vì khi mà họ tới cái điểm offline, họ mua hàng mà họ thanh toán đơn hàng á, thì tụi anh sẽ luôn có một cái hành động đó là: à bạn ơi, hãy cho tôi ngày sinh và thông tin của bạn để mà, một là tôi giao hàng, và cái thứ hai nữa là tôi tích điểm. Ví dụ như là tới những cái ngày sinh nhật thì tôi sẽ có những cái ưu đãi 20%, và sẽ có nguyên một cái bộ gift để cho bạn tổ chức sinh nhật đó. Thì nên là tụi anh sẽ có những cái database về câu chuyện là ai sẽ sinh ở trong cái tháng 12 khi mà launching sản phẩm ra, và để mà mình customize thông điệp này, để mà mình gửi thông tin nó về đâu ạ? Mình sẽ gửi thông tin nó đến ở trong những cái Messenger, thậm chí là Zalo OA. Thì đó là hai cái touch point mà anh có thể chạm được tới khách hàng sau khi xem mình. Rồi, đối với những cái tệp mà win back á, thì đương nhiên anh sẽ đánh một cái thông điệp nó khá là mát hơn, đánh vào những cái promotion nhiều hơn, để mà họ hiểu là ok, ở trong cái hộp bánh này nó đang có những cái vị nào, maybe là sẽ có những cái vị họ thích, thậm chí là sẽ có hai phân khúc giá để cho họ lựa chọn. Ví dụ như đây là một cái dòng bánh mới và có nhiều cái vị họ chưa bao giờ ăn, đặc biệt là có những cái vị bánh kem như là trà lại lông nhạn, đúng không? Mọi người thường uống tới những quán nước để uống trà trà lại rồi, đúng không? Nhưng mà ở bên Binrau họ sẽ có một cái dòng bánh riêng cho cái dòng trà lại đó luôn, tức là sẽ dùng trà lại là một cái stack chính ở trong một cái vị bánh đó. Thì đây là một trong những cái loại bánh khá là lạ, nên là để mà họ trial được thì sẽ có một cái những cái set bán lẻ, ví dụ như là bán từng cái hũ đó, đâu đó sẽ tầm 65.000. Rồi tới những cái tệp mà large chain audience á, thì đây là một trong những cái tệp mà nó rất bé. Ví dụ như là họ đã quan tâm, họ đã inbox về cái phần chương trình này rồi. Ví dụ như là trong quá trình anh chạy thì anh acquire được đâu đó tầm 1.000 cái inbox quan tâm về cái bánh này, đúng không? Nhưng mà có đâu đó tới 100 khách hàng là họ quan tâm nhưng họ chưa mua, thậm chí là nhỏ hơn 100 đó là 10 tệp là tới cái khâu mà họ chốt giá rồi, nhưng mà họ quên thanh toán, hoặc là thậm chí là họ thấy phí ship cao quá họ lại không thanh toán. Vậy thì làm sao mà mình có thể làm sao để mà mình có thể chọn ra những tệp đó mà mình xử lý cái câu chuyện là tại sao họ mua. Thì đầu tiên mình sẽ cần phải hiểu là tại sao họ không mua, bởi vì những cái factor nào. Ví dụ như là phí ship cao, vậy thì ok, nếu mà họ trong vòng bán kính 5 cây thì Binrau sẽ hỗ trợ cho họ phí ship luôn. Thì đó là mình giải quyết một barrier. Cái thứ hai nữa là họ muốn, họ quan tâm và họ sẽ thanh toán khi mà tới gần cái dịp đó thì họ mới mua. Ví dụ như anh truyền thông vào đầu tháng và họ interest, nhưng mà thật ra ngày 28, 29 của cuối tháng đó họ mới cần cái bánh kem để họ tổ chức sinh nhật. Vậy thì làm sao để mà mình có thể giữ khách hàng và họ không bị trôi đi? Thì đương nhiên lúc này thì telesale chăm sóc khách hàng dựa trên cái database này mới nhờ họ đặt cọc. Họ đặt cọc đó tầm 100 đến 150 để mà giữ cái chân bánh đó. Rồi, đó thì mình sẽ utilize và mình sẽ cố gắng và cố gắng để mà chuyển đổi những cái tệp khách hàng nhỏ như thế này, tại vì đây là những cái tệp mà họ đã gần đi tới cái blow funnel rồi, tức là họ chỉ còn đúng một thao tác nữa là thanh toán hoặc thậm chí là đưa địa chỉ để mà mình giao bánh thôi, là mình đã có thể convert được họ done deal rồi đó. Cho nên mọi người cũng đừng có bỏ lỡ ra và phải cố gắng segmentation ra ha.